Rồi, xin chào bạn nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để mà mình khôi phục cài đặt gốc của máy điện thoại Vsmart ha. Thì đầu tiên các bạn vô mục cài đặt. Rồi, sau đó các bạn vô mục hệ thống. Trong mục hệ thống này nó sẽ có cái mục là tùy chọn đặt lại. Ở tùy chọn đặt lại này thì các bạn có thể tùy chọn đặt lại Wi-Fi di động và Bluetooth. Tức là các bạn bị lỗi mạng Wi-Fi hoặc 3G đó, các bạn phải chọn cái cài đặt này để không mất dữ liệu nha. Đặt lại tùy chọn ứng dụng. Tức là một cái ứng dụng nào đó các bạn thiết lập bị sai mà không biết cách sửa thì các bạn chọn đặt lại. Rồi, cài đặt không gian riêng tư. Thì không gian riêng tư đó là một cái không gian để mà mình chia sẻ với người khác mà không muốn họ xâm phạm riêng tư của mình. Thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này để cài đặt lại nếu mà mình không nhớ mật khẩu. Tại vì thường không gian riêng tư thì nó sẽ yêu cầu mật khẩu. Và cái cuối cùng là xóa mọi dữ liệu là đặt lại thiết bị đó các bạn. Là khi máy mình bị lỗi hoặc là có những dữ liệu mà mình không muốn lưu lại, mình muốn xóa luôn hoàn toàn. Và thứ hai là máy mình bị chậm, treo đơ thì các bạn có thể chọn đặt lại thiết bị này để khắc phục cái lỗi này ha. Thì các bạn chọn là xóa tất cả dữ liệu nè. Thì lưu ý khi đặt lại dữ liệu thì tất cả những dữ liệu sẽ mất hết. Nên các bạn giúp mình là sao lưu khôi các dữ liệu quan trọng. Thứ hai là thoát các tài khoản Google của mình ra khỏi máy trước khi đặt lại nha. Rồi, cảm ơn các bạn.